Học từ đầu.com giới thiệu bài học học jQuery trong 15 phút. Như chúng ta thấy là ở trên mạng, ví dụ một trang learningjQuery.com chẳng hạn. Đây là cái địa chỉ của nó. Đó, thì trong cái trang này thì chúng ta thấy rằng người ta có rất nhiều cái bài viết về jQuery. Ví dụ như đây có một cái bài dưới là học jQuery trong 15 phút. Thế thì thực sự có học được trong 15 phút hay không? Hay chỉ ở đấy chỉ là cách quảng cáo không, thì tôi nghĩ là đấy là cách quảng cáo thôi. Thực sự thì jQuery nó không thể đơn giản mức có thể học trong 15 phút được. Thế nhưng đối với một số người tôi nghĩ là cái điều đấy là không hề sai. Thế và với những ai thì nó học nhanh được như thế, thì đó là với những người đã có cái nền tảng kiến thức về CSS vững rồi và đồng thời họ đã thử qua jQuery rồi, thì tôi nghĩ rằng họ có thể nắm được những cái cơ bản nhất trong vòng 15 phút. Thế trong bài học này tôi sẽ trình bày theo cái bài học này luôn là jQuery Essential chiều. Đầu tiên là định nghĩa một cái thư viện JavaScript thì được thiết kế để có thể giải quyết những cái vấn đề về cross browser, tức là chúng ta đều biết rằng khi lập trình thì mỗi trình duyệt nó sẽ chạy theo một kiểu, làm sao để các trình duyệt nó chạy giống nhau, thì đây là các cái thư viện nó sẽ giải quyết được cái vấn đề đấy. Đồng thời nó đưa ra được những cái API, tức là những cái hàm có sẵn mà mang tính chất là đơn giản, hữu dụng, hữu ích để cho chúng ta dùng. Nói một cách khác thì jQuery là JavaScript nhưng mà đỡ đau đớn hơn, tức ở đây nó là và đơn giản hơn. Thế là chúng ta lập trình nó dễ hơn, dễ dàng hơn so với JavaScript thường. Tức là viết jQuery thì thực ra là còn dễ hơn JavaScript. Đây là cái điều mà làm cho nhiều người hơi bất ngờ. Bởi vì có nhiều người thấy code jQuery nó cứ đô la rồi thì nó viết hàm lối nhau bằng bằng, rất là khác so với lập trình thông thường. Ai chưa thấy lập trình thông thường nữa, còn chưa thấy lập trình bao giờ mà nhìn thấy thì càng đáng sợ. Trên thực tế nó lại dễ hơn. Đây là ví dụ, đây là một cái đoạn code viết bằng JavaScript thông thường. Cái đoạn code là có tác dụng ẩn tất cả các cái thẻ div đi. Đầu tiên nó phải dùng cái lệnh diffser, tức là tất cả các thẻ div bằng document.getElementByTagNameDiff. Nhưng tôi chú ý là tác giả của cái slide này viết sai. Ông ấy ta viết thiếu chữ sờ ở đây, lẽ ra là getElementSờ. Cuối chỗ này có một chữ sờ nhá. Giờ viết lại cái hàm này. Đây ra và JavaScript thường. À, thì viết như này deep sờ sờ là số nhiều thôi, tất nhiên đấy là tên biến, nó thích viết như nào cũng được. Element sờ nhá, chú ý có cái sờ đây. Đấy. Đó, sau dưới là cái lệnh for. Đây là cái cách viết thông thường thì nó rất là dài, các đọc phẳng nào. Thế thì đối với cái cách viết mà của jQuery thì nó ngắn hơn. jQuery thì nó chỉ cần lệnh thôi. $div.2. Đô la ở đây tức là tìm thấy các cái thẻ tên là div. À, deep đây là cách viết của CSS đúng không nào? Nếu mà bạn đã có kinh nghiệm một chút với jQuery và với CSS rồi thì bạn thấy rằng cái này không có cái gì cả. Nếu mà với ID thì chúng ta sẽ dùng như này đúng không? Đấy. Vân vân, tóm lại CSS viết thế nào thì cái này viết giống thế. Chấm 2 tức là ẩn đi. Đấy. Chú ý là các cái hàm bao giờ phải có đóng mở ngoặc nhá. Nếu không nó sẽ hiểu thành cái khác. Trong đó HTML thì được gắn với lại JavaScript, tức là chúng ta phải luôn hiểu hai đây nó tương đồng với nhau. Do đó chúng ta viết code không những đơn giản hơn mà nó còn ẩn được những lỗi của các cái trình duyệt. Thế thì jQuery nó hoạt động theo cái nguyên lý như thế nào? Bước 1 đó là nó tìm cái phần tử HTML nào đó. Bước 2 nó làm điều gì đấy với lại cái phần tử đấy, file undo. Ví dụ ở đây file tức là đô la div, tức là tìm tất cả các cái thẻ div hoặc tìm tất cả thẻ a, tìm tất cả tìm hoặc tìm phần tử của id như thế nào đó, tìm class như nào đó, tóm lại nó tìm giống như cách mà CSS tìm. Tiếp theo
Đấy, cái này Netsfy Sami mình ra chúng ta tìm đúng không? Tìm một hoặc tìm nhiều cái. Thì muốn tìm được thì phải có cái gì? Seller, letter. Thế thì các bạn đã học về CSS rồi thì đều biết đây là ID selector. Đây là class selector. Đây là HTML selector. Thì ngoài cái ba cái kiểu selector đấy ra còn có những kiểu selector khác mà trong cái slide vừa rồi họ chưa nói đến. Ví dụ như là còn một số cái kiểu sau, các bạn học CSS thì đã học rồi đúng không? Ví dụ như là contextual selector, tức là phối hợp của những cái kiểu trên. Đấy, hoặc là multiple selector. Đấy, hoặc là các cái kiểu advanced selector khác. Đấy, tóm lại còn rất nhiều kiểu kiểu nữa thì dần dần các bạn sẽ biết. Nên vừa rồi thì họ chỉ lưu những cái cơ bản nhất thôi. Đấy, ví dụ ở đây viết thẳng content, tức là tìm cái phần tử có ID là content. Li first tức là tìm những cái phần tử li đầu đầu tiên, hai chấm first tức là đầu tiên. Đấy là advanced selector. Tức cái kiểu selector mang tính chất là nâng cao. TR hai chấm os tức là chỉ ghét những cái phần tử lẻ thôi. Ví dụ trong một cái bảng bạn muốn nó sọc 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 theo chiều ngang chứ không phải theo chiều dọc như thế này đâu. Đấy, thì mỗi một cái sọc ngang là một cái TR, thế nếu bạn chỉ muốn những cái sọc lẻ mà nó có màu thôi thì đã dùng cái này. Thì ví dụ tôi có thể viết cái đoạn lệnh của họ như thế này. Ví dụ tôi đã viết là đô la TR hot chấm CSS. Đấy, ví dụ thế. Background gray. Bằng cách như này tôi có thể biến tất cả những cái background của cái bảng thành hình sọc 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 ngang, sọc không phải sọc dọc, mà sọc ngang ngang như này. Mỗi một cái TR mà lẻ tức là TR 137 sẽ có màu xám ở background, còn cái TR khác thì vẫn background như bình thường. Đấy. A target bằng blank tức là chỉ những cái A nào mà có target bằng blank khi nó nhận trang mới thôi thì mới có màu khác. Ví dụ thế. Form ID có dấu ngoặc, có cái dấu mũ lên như như này, tức là những cái mà nó có chữ step ở đầu. Đấy, ví dụ như những cái form như này sẽ bị, ví dụ như là có cái thẻ form ID bằng step 1 chẳng hạn. Đấy, thì rõ ràng nó có chữ step ở đầu thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái lệnh này. Chúng ta cũng có thể nối những cái selector vào, ví dụ như này. Đấy, cái này người ta gọi là multiple selector. C selector. Đấy, thế không? Tìm xong thì đến gì? Do, cũng như vừa là chúng ta thấy lệnh hai, tức là tìm trong cái các thẻ div và ẩn nó đi, là hai nó đi. Thế còn đây là tìm những cái thẻ div và thêm cái class vào. Đấy, tất nhiên có một số bạn viết thừa, ví dụ như có một số bạn viết như này, tìm các thẻ b chẳng hạn, add class, ví dụ class nào đó không từ đâu chẳng hạn, và show. Thì ở đây cái lệnh show hoặc là show slow chẳng hạn, cái lệnh show ở đây là thừa nhá, thừa. Tại sao lại thừa? Bởi vì ví dụ như đề bài mà ra là chỉ cần thêm cái class mới để đổi màu thôi mà bạn lại show, show ở đây là thừa. Thế show dùng trong trường hợp nào? Show dùng trong trường hợp mà trước đấy nó đã bị hide đi rồi. Tức là ví dụ chúng ta dùng CSS chúng ta để là display là lăn hoặc là chúng ta hide. Hide tức ẩn, show là hiện. Ẩn rồi thì mới hiện chứ đây vốn dĩ ngay từ đầu nó đã ẩn rồi thì cái việc thêm cái lệnh show này vào là thừa. Đúng không nào? Show chỉ dùng cho những cái phần tử là mà vốn dĩ trước đấy nó đã bị CSS hoặc bị jQuery bị cái gì đó làm cho nó ẩn đi đi rồi, làm cho nó là display là lăn rồi thì bây giờ nó mới dùng show để nó hiện ra thôi. Thế còn add class mới là cái tác dụng để làm thêm cái class mới, mà nếu như cái class mới đấy có màu thì nó sẽ làm đổi màu. Add class nó lại rất thường dùng để đổi cái hình thức bên ngoài của một cái tập hợp hoặc một cái phần tử nào đó đi. Đấy, thế ở đây nó có một số thứ. Ví dụ như là chuyên đi.
chain method, tức là method theo kiểu dạng viết liền vào nhau, dạng như mắt xích. Ví dụ chúng ta add class xong chúng ta lại chấm sâu luôn. Đấy, ví dụ như vậy. Thế và lại ngoài ra nó có một cái cách thức nữa, đó là một cái phương thức hay một cái hàm thì có nhiều cái cách dùng. Ví dụ chấm HTML đóng mở ngoặc không có viết cái gì ở trong. Chấm HTML cũng đóng mở ngoặc nhưng bên trong lại viết cái phần từ ở trong. Hoặc là chấm HTML viết một cái hàm ở trong, thì ba cái viết này đều đúng cả. Đấy, vấn đề là chúng ta thường dùng cái cách nào và chúng ta hiểu cái cách nào hơn thôi. Như lại cái hàm sâu cũng thế, có phạm nào. Thì đây có một số cái thuộc tính jQuery. Ngoài các bạn đã thử jQuery thì các bạn biết cái add class này rồi, thì ngoài ra còn những cái gì nữa? Append to, before, after, đây là có tác dụng chuyển chuyển một cái phần từ. Chúng ta xem cái ví dụ nha. Đấy, hoặc là các cái hàm về thuộc tính như là CSS attribute, HTML van và add class, đây là đều là những hàm thường thường dùng nhất. Nhất là hàm CSS này, hàm HTML, hàm van, nếu bạn là lập trình thì dùng cái hàm HTML và hàm van này rất là nhiều. Còn bình thường ra thì chúng ta hay dùng CSS và add class là nhiều. Những cái hàm event tức là liên quan đến các cái phần tử như là click chẳng hạn là cái phần tử thường là cái thường dùng nhất. Fx là một cái trông nó có vẻ đẹp, ví dụ như các bạn show là làm một phần tử đang ẩn nó hiện ra. Fade out, toggle animate là những cái khá là ấn tượng. Traversing là tìm những cái gì đấy. Tìm cái phần tử nào có một cái đặc điểm nào đó. Còn Isaac thì chỉ ai lập trình thì mới thường dùng thôi. Thì những cái hàm Isaac thường dùng như post chẳng hạn, hoặc get là những cái phương là những cái phương thức phổ biến bằng của Isaac, mà nếu mà làm bằng jQuery thì sẽ đơn giản hơn. Thế thì ở đây có một cái cách viết, đó là chúng ta có thể viết đô la function đóng bằng ngoặc. Đô la đóng bằng ngoặc ở trong lại function đóng bằng ngoặc nhọn tiếp. Thì đây là một cái cách viết tương tự với lại cái cách viết mà người ta thường dùng, đó là document chấm đô la document rồi chấm red red đi. Cách viết trên thì nó ngắn gọn hơn, đô la phát luôn đến cái function luôn, không phải thông qua cái này nữa. Về cơ bản thì hai cách này là giống nhau, các bạn có thể dùng cách trên cho nó ngắn. Thì khi chạy cái này thì đây là cái đoạn lệnh mà nó sẽ chạy khi mà cái trang web được load DOM xong. Có thể những cái khác như hình ảnh chưa load xong chẳng hạn, nhưng nó load DOM xong là nó chạy. Đấy. Đây là lệnh gà lấy cái phần tử của ID là full, là đô la full. Đây, ID bằng full, là full tức là một từ tiếng Anh, có nghĩa là tên bất kỳ thôi. Như quy ước của tôi thì tôi quy ước là những từ nào mà học từ đầu thì là bất kỳ. Còn là tiếng Anh thì người ta có thể hay sử dụng từ từ khác như là full rồi bla 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 vân vân. Đấy, thế thì full append tức là như nào? Đầu tiên cái thẻ full nó chỉ có như này nhá, nếu mà chạy phát thì lập tức nó thêm cái này vào. Thì bạn nào mà đã từng làm và đã từng xem các cái slide, các cái video của tôi về jQuery trước thì hẳn là có kinh nghiệm với cái này rồi. Tức là đầu tiên HTML view suộc thì nó chỉ có như thế này thôi. Nhưng khi mà chạy cái lệnh jQuery này xong thì các bạn dùng jQuery chúng ta di chuột qua, chúng ta sẽ thấy nó mọc thêm cái phần tử này mới vào. Còn nếu mà bạn nào mà chưa làm thì chúng ta có thể ôn lại cái này một tí. Đây, ví dụ như chúng ta mở ra một cái. Đây, có một cái này. Ví dụ như cái này. Bây giờ chúng ta đổi ra cái đoạn code của họ. Chú ý chúng ta đã có cái đường link đến jQuery rồi. Chúng ta đã có cái hàm rồi. Cái hàm này là một cái loop và chúng ta đã có cái chữ rồi. Đấy, và bây giờ chúng ta có cái thẻ P. P cũng được nhá. Thẻ B, thẻ div thì cơ bản nó cũng giống nhau. Thay vì chúng ta chuyển cái ID bằng full. Đấy, full cũng được hoặc ID bằng học từ đó.
Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ thêm một cái lệnh, cái style này thì có thể chúng ta không cần thiết nữa. Bây giờ chúng ta thêm một cái lệnh là đó là p, thay vì add class thì chúng ta dùng cái lệnh khác, đó là lệnh append p test trên p. Bây giờ chúng ta chạy cái này xem cái gì xảy ra nhá. Đấy, chúng ta có một cái nút này. Bây giờ chúng ta di chuột qua. Chúng ta thấy rằng nó là cái thể P bình thường có khoảng nào. Bây giờ chúng ta bấm. Đấy, bấm xong các bạn thấy mọc ra cái chữ test chưa? Tại sao? Bởi vì nó đã mọc thêm cái là P test trên P. Thế cái đấy nó từ đâu ra? Nó chính là do cái đoạn code này. Đầu tiên nó không có, sau đấy nó có nhờ lại append. Append tức là đưa thêm vào. Đấy, tương tự như thế thì chúng ta có cái lệnh khác mà các bạn có thể thử vào trong cái ví dụ này nhá. Ví dụ như đây chúng ta có cái đoạn lệnh moving, đầu tiên nó có những cái đoạn như thế này. Đấy, append to foo lấy cái p lại đưa vào cái foo. Đó, thế thì cái p nó sẽ nhảy từ trên, các bạn chú ý đầu tiên p nó trên đúng không? Sau đấy nó nhảy xuống dưới, chúng ta cũng thể làm như thế được. Ví dụ như đây chúng ta có hai cái đoạn trên. Trên nó có cái div chẳng hạn. Giờ chúng ta làm hơi hơi ngược với họ. Đúng không? Ở bên trong chúng ta để là div content. Và chúng ta thay lệnh này bằng lệnh là tìm những thẻ div. Và chúng ta append to. To cái gì? To thằng từ đầu. Tức là chúng ta tìm cái nội dung của cái thẻ div này và chúng ta vứt nó vào trong cái thẻ có ID bằng học từ đầu này và cái phần tử này. Và chúng ta lại nhá. Bây giờ trong web nó có div content ở trên, phần tử này ở dưới. Bây giờ chúng ta bấm. Bấm cái tự nhiên div content lại xuống dưới. Lúc nãy nó ở trên nhá. Đấy, nó ở trên này, bấm cái nó xuống xuống dưới. Đấy, bây giờ vào cái thẻ div ở đây. Di chuyển được các cái thẻ từ chỗ này sang chỗ khác. Đấy. Đấy, ngoài ra còn có những cái lệnh nữa, đó là lấy attribute, lấy HTML, lấy van, CSS, top. À, thì ở đây có một số lệnh. Cái này thì nó liên quan đến lập trình nhiều hơn. Có thể là các bạn sẽ không trong lập trình thì các bạn sẽ hiểu hơn. Và về designer thì cái này sẽ hơi khó hiểu nhưng tôi nói qua. Cái này thì sẽ là có cái bảng thì nó sẽ dễ hiểu hơn. Thôi tôi nói thôi nhá. Ví dụ như là trong JavaScript thì bình thường nó lấy một cái phần tử xong tên, lấy một cái biến đúng không, tên tên biến, và thường là ví dụ tôi nó bằng một cái như là document.get element. Cái này thì tôi nhắc lại là chỉ người lập trình mới phải chú ý thôi nhé, còn nếu mà làm designer thì không cần biết cái này nào. Và ID cái gì đấy đúng không? Ví dụ như ta chú ý là trong JavaScript thường thì cái này không hề có dấu thăng, nó chỉ biết như này thôi. Nhưng nếu như trong jQuery thì nó phải có cái dấu thăng. Đấy. Bởi vì Divi nó lấy theo CSS chứ không phải lệnh bình thường nữa. Đấy. Thế thì sau đấy ví dụ tôi tên biến nó học từ đầu đi, nó trùng với nhau đúng không nào? Bình thường ví dụ như là chấm href chẳng hạn đó,
thì là đây, ví dụ như này. Đấy, hoặc là HTML là một cái attribute đúng không? Hoặc là chấm ID như cái trường hợp kia. Đấy. Ví dụ đây là cái cách làm trong lập trình thông thường. Thế thì trong jQuery nó không làm thế. Trong jQuery thì một nó là alert ra. Chấm ATTR ID. Đấy, hoặc là cũng như này. Đấy, thì nó là ATTR ID. Phải. Các bạn một câu nháy cũng cũng được nhé. Nếu bạn thích nháy nháy như lại được, nếu phải nháy cả hai. Đấy, hoặc không như thế này thì như thế này tất. Tên khác. Đó, thì đó là cái cách làm khác biệt giữa jQuery và cái cách làm lập trình thông thường. Thì tương tự như vậy chúng ta có những cái HTML cũng thế, đúng không? Cũng có các cách thiết lập giống thế. Đấy, HTML đây hoặc HTML như này, van cũng như thế luôn. Thì ngoài ra còn có một cái cách khác là như này, như lần trước nói thêm về cái vấn đề là append to. Một là tìm div xong append to full như này. Đấy, thì cái này cũng có thể chúng ta tự tạo ra một cái mới chưa hề có và chúng ta đưa nó vào. Đấy là cái đặc biệt, cái sự lợi hại của cái hàm đô la, đúng không? Đô la bằng có hai nghĩa nha. Một đó là file tìm một cái phần tử nào đó, đúng không? Một hoặc nhiều phần tử, hoặc cũng có nghĩa là create, đúng không? À, như ở đây chúng ta thấy rằng cái hàm này nó tạo ra một cái phần tử mới chưa hề có trong trang web. Ngoài ra chúng ta còn có một số thứ về CSS chẳng hạn. CSS mà viết như này, top 80 pixel thì nó sẽ ra là cái top được 80, hoặc là background hoặc là color color phẩy red chẳng hạn. Đấy, width cũng vậy, có hàm width là cái cách mà chúng ta thiết lập. Đấy, ví dụ như chúng ta muốn một cái phần tử mà có viền thì chúng ta sẽ là chấm CSS border một pixel solid black chẳng hạn. Để trước tôi sẽ ra một cái bài tập nhỏ có nó dùng đến cái này, tức là bấm nút phát thì tất cả các nút nó hiện ra viền hết. Đấy, hoặc thậm chí chúng ta có thể để CSS nó phức tạp như thế này được. Đấy, đóng vào ngoặc nhọn thì chúng ta có thể cho nhiều thuộc tính được. Đấy, thì chúng ta, các bạn nhớ cái này nhé, chốc chúng ta sẽ có cái bài tập có liên quan. Đấy, hoặc là chúng ta có thể thêm cái attribute href bằng cái gì đấy vào. Hoặc là thay thế cái phần tử với một cái đoạn văn mới. Này, ví dụ đầu tiên nó chỉ có như này thôi. Mỗi div, whatever trên div thì sau đấy nó thay cái bên trong thành cái này. Hoặc là cho một cái check, nó bóc nó bị check bằng cái cách dùng cái lại này, check này. Đây là cái tác dụng của nó. Hoặc là đưa cái input vào thành 3. Cái này nói ra thế này thì nó sẽ hơi trừu tượng, chúng ta sẽ thử một chút nhé. Ta lưu ý một chút là đối với những bạn nào mới học jQuery là các bạn có thể không để ý cái dòng đầu đâu. Cái dòng đầu ở đây các bạn lưu ý là trong cái thư mục này tôi đã để sẵn một cái thư mục là học từ đầu framework. Trong cái thư mục này nó có file jQuery 1.4.2.min.js rồi. Đấy nhá. Còn nếu như bạn nào mà không thích thì có thể làm như này. Copy cái này ra và đổi tên nó đi thành như này thôi.
jigoday.gs thôi. Thì cái đoạn lệnh này nó sẽ chỉ còn là jQuery .js. Và đồng thời bây giờ tôi ví dụ cái này, để làm được cái này thì chúng ta cần làm như nào? Chúng ta cũng ID học từ đầu như này nhé. Như chúng ta sẽ để là input ID bằng học từ đầu. Đã input input rồi thì phải làm gì? Đóng nó lại luôn. Và đồng thời chúng ta tìm cái phần tử của ID bằng in học từ đầu. Chúng ta không append nữa mà chúng ta để là van. À, ví dụ như là học từ đầu xin chào. Bây giờ chúng ta thử xem cái bài nó chạy như nào. Bấm nhá. Đó, học đầu xin chào nó hiện ra ở đây. Lưu ý là nếu như lúc đầu chúng ta bấm Ctrl F5 để mà quay lại từ đầu nhá. Bấm cái nút này thì nó sẽ trắng như này, và khi chúng ta bấm này, bấm phát hiện ra học từ đầu xin chào. Đấy, còn cái div content kia thì chẳng qua nó vẫn còn cái div ở trên thì nó để đấy thôi, div là chẳng có cái tác dụng gì trong cái ví dụ này. À, đấy là cái tác dụng của cái nút van. Van là nó đưa một cái giá trị vào một cái nút input này. Thế còn chấm HTML thì là như thế nào? Thì tôi lại ví dụ lại cái ví dụ vừa lại. Đây, giả dụ như trong cái div này, ta lại có một cái ID khác. Đó. Thế thì với cái div này chúng ta muốn đổi cái nội phần nội dung, ví dụ tôi đổi thành học từ đầu 1 thì là chúng ta không dùng học từ đầu cho xin chào nữa mà chúng ta sẽ dùng là HTML. Đấy, bây giờ chúng tôi lại thử nhá. Tôi thử cái ví dụ với cái ví dụ vừa rồi. Đây, bây giờ tôi bấm nút thì cái việc gì sẽ xảy ra? Bấm phát đấy, học đầu xin chào, nó không hiện ở dưới đây nữa mà lại hiện ở trên này, đúng không nào? Đấy, chúng ta khởi động lại nhá. Chúng ta thấy đầu tiên cái này là div content nhá. Bây giờ tôi bấm bấm nút này, bấm đấy, tự nhiên cái này vàng khè lên và hiện ra thì học từ đầu xin chào trên, hiện ra học từ đầu xin chào. Nó đã đổi cái phần nội dung bên trong nó đã bị đổi đi.